Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Giờ chúng ta sẽ quay trở lại với series những vũ khí cận chiến ở đâu? Với series gì ta? Series Real Quân Đội chạy trốn những thành phần đặc biệt, thành phần cá biệt trong phòng. Mình đi khó thế nhỉ? Ui, lắc. Giết thằng ui. Oh shit. Oh shit. Xong thằng giết thằng kia giết tao làm chi? Ô, tiếng đứng. Ồ, hơn quá. Ôi, sao tao tưởng mày bị AK, tao chém. Ui, 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 ui. Mình lại gặp. What the fuck? Hơn quá. Các bạn thấy một pha chạy kinh điển. Mình đã trôn được. What? Are you fucking kidding me? Fucking kidding me? Đùa nhau à? Nghe tiếng bước chân rồi đó quanh đây. Ui ôi. Làm mình nhảy hụt. Ủa? Sao nhiều đồ vĩnh viễn thế? Bước chân nè. Chơi được bay luôn. Không chơi được, khó phết. Rồi. Headshot này. Này thì lừa nhau movie ảo hay cái gì nhỉ? Thanh niên này vẫn chưa chết à? Hay là chết rồi nhỉ? Scared rồi. Shit. Cái thằng này, cái cút chim này nó chém cao quá. Cái này nó mà chém từ phía dưới nó móc lên là giống như chặt chim nó là chết. Ủa, double kill kìa. What the hell? Chém bừa chết người. Căng thế mấy chú. Chú chơi từ từ bình tĩnh nào. Cứ chờ tụi nó chạy marathon với mình là mệt là bỏ đi ngay. Mình lầy lội lắm. Thấy chưa? Ôi, con này giật. Giật lắc lắc. Đang đi là bánh phút luôn kia luôn ghê thế. Không giết được thì chạy. Đây. Lại gặp hai anh chàng đây. Một anh đội mũ bảo hiểm và một cô nàng sexy lady. Chém bừa chết rồi mà hết sọt luôn kìa. Con hàng của ta không dương lại được rồi. Nghe tiếng bước chân nên đọc dí anh này. Rêu quân đội bình thường là dí đi không dí à? Chạy đâu đấy ấy? Nên bên vip, nên bên vip, nên bên vip. Nè bên VIP. Fuck. Bên VIP luôn kìa. Chà, nguy hiểm ấy. Thành phần những thành phần đặc biệt là phải xử cho mình. Rồi xong chết rồi. Cây VIP mặc lột. Xem mặc váy cao thế này thì chơi trò có gì. Ta phải mặc váy ngắn đấy. Mặc váy ngắn tất dài. Mấy em áo đỏ thì cho ve hết rồi. Những thành phần CV nó có những thứ đặc biệt của nó. Ồ, thoát nó được luôn này.
hay thế. Freezen, người ta là frozen, frozen. Chém được ở skin, chém té máu rồi mà. Té máu trắng, đập tạng. Bắt cầu chứ. Không chém được và phải chạy. Móc lốp. Thì chơi nó luôn. Bên nó ban snip như thánh. Bên nó bên nào cu. Bên mình nữa. Đây. Mấy tới bắt cua thì snip ghê lắm. Ui nó bên VIP. Whoop. Đó. Whoop. Giỡn chơi với dân chơi hả? Đặt cái tên là Power là sức mạnh là biết vậy. Dân Dân chơi thứ thiệt mà còn khoái giấy. Dân chơi nè. Lại một cái phần này nữa. 1D kill tuyệt vời. Đây. Sao đây thằng sexy thế này. Ôi. Sexy quá mình. Sexy không bằng tụi nó chém chết đấy. Thì tới là I'm sexy and I'm lady. Nhưng mà mình là am sexy and am manly. Nó vời. Đây. Mày. Pentakill. Pentakill. Không. Tại sao mình lại phá mất chuỗi chiến công của ta. Đâu đấy, con chạy đâu đấy, chạy đâu đấy, rùa vàng kiếm đâu nhỉ? Bữa nào có rùa vàng và chạy chơi trong phòng, công rùa quân đội này nó rỉ sắt hết rồi, nên chém không được tự tin cho lắm. Rùa vàng nó bằng vàng thật liền, bằng gỗ chắc cái bằng gỗ. Không phải gỗ đâu. Thấy nhiều tôi biết này chắc cũng bằng sắt gỉ rồi. Sắt gỉ. Chém nhanh thế. Vô. Ủa. Búng bắn kìm này kìa. Thôi giờ mình giữ cái mạng mình thôi. Núp. Ui. Thằng nào ấy. Sợ teo chim luôn. Chim mà. Mình là một thằng tên là chim. Fuck 13-3. Ủa à, hên quá. Cầm tạm biệt các bạn.